Lực lượng chính phủ Somalia và Liên Phi chiếm được một thị trấn chiến lược của Al-Shabaab, tên từ Buakhaba. Lực lượng của chính phủ Somalia và Liên Phi đã chiếm được thị trấn Buakhaba từ tay loạn quân Hồi giáo Al-Shabaab. Thị trấn này nằm ở phía đông, cách Baidoa khoảng 64 cây số. Loạn quân đã dùng thị trấn này làm nơi thu lợi tức từ các vùng lân cận. Trung úy Colonel Muhon Guzi của lực lượng Liên Phi nói rằng Al-Shabaab không còn được dân chúng ủng hộ, không có tiếp tế, quân đội Liên Phi đã khống chế những vùng chúng có thể thu thuế. Tại đây, chúng đã dùng đường thủy để đi kết nối nhiều nơi, nhưng nay không còn làm được nữa. Người dân không còn ủng hộ, nên chúng không được tiếp tế thực phẩm và vũ khí. Trung tướng Ibrahim Yarov của quân đội quốc gia Somalia đã khen ngợi sự can đảm của quân nhân Somalia và Liên Phi và cho biết khi thị trấn Buakhaba bị chiếm, loạn quân Al-Shabaab sẽ không còn có thể liên lạc giữa Baidoa và thủ đô Mogadishu. Quân đội Liên Phi bao gồm các nước Uganda, Burundi, Kenya và Ethiopia đã tấn công Al-Shabaab trên nhiều mặt trận tại Somalia, buộc chúng phải rút lui từ nhiều vùng đất ở miền Trung và miền Nam Somalia. Thị trấn Buakhaba đã được chiếm lại chỉ vài ngày sau khi lực lượng hỗn hợp Somalia và Liên Phi chiếm các thị trấn ở vùng Sabel và chiếm được một phi trường cách Johor về phía bắc khoảng 20 cây số. Dân quân Al-Shabaab đã nổi lên trong năm 2007 với mục tiêu biến Somalia thành một quốc gia Hồi giáo. Chúng đã sáp nhập với Al-Qaeda trong tháng 2 năm ngoái.